Hôm nay trong cái video kế tiếp mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đưa cái video vô cái bức vô sản phẩm vô bài viết. Ngoài ra thì mình cũng có thể tạo một cái video mình đưa những đường link YouTube mình vô trong cái web này, thì bất kỳ một cái gì đó mình cũng đều phải vô một cái trình quản lý admin để mình có thể thêm cái video mình vô. Thì với các cái bài viết này, để mình làm demo trong một cái bài viết. Thì mình có thể thêm các bài viết, trong bài viết này có thêm một cái video bất kỳ. Thường á làm website thì mình có hai cách đưa cái video lên web. Một là mình đưa trực tiếp cái đường link lên YouTube. Hai á thì mình có thể up cái video mình trong máy để đưa lên YouTube. Thường cái mình thấy để tối ưu và tốt hơn thì mình lên đưa các cái đường link lên đăng YouTube, mình đưa link qua, nó vừa tốt cho vấn đề ban này làm kênh YouTube, và thứ hai là sẽ nhẹ cái trang website của mình đó. Thì mình thêm cái video này thì mình đầu tiên thì mình phải chọn một cái vị trí để cần lưu trữ đặt, sau đó mình chọn đây thêm media, xong mình chèn URL thôi, xong mình thêm đó, thì lúc đó cái video nó đã xuất hiện trong cái bài viết của mình. Với các sản phẩm mình cũng làm tương tự như quý vị. Rồi cũng chỉnh sửa này. Sau đó mình cũng thêm các cái video. Từ đây. Đó. Sau đó mình đăng, nó rất là dễ. Ngoài ra thì trong cái web mình cũng có thể tạo một cái video menu video này riêng biệt ra, tất cả những cái danh mục đó đều là video hết. Đây mình thử thêm cái bộ tượng này nhé. Đầu tiên mình có thể thêm này, thêm cái này bên mình tách rời ra cái tin tức và cái video riêng, nhưng mà mình sẽ đăng chung cho cái mục bài viết đó. Mình thêm này, cái này nó cũng rất là tốt cho việc sale cho web này. Đó, sau đó mình chọn video, xong mình đăng. Thường cái này thì nó có sẽ có một cái hình đại diện. Thì mình sẽ chọn một cái hình đại diện ở đây thì nó sẽ xuất hiện trong cái video của mọi người.
Đó, bây giờ sẽ có này. Xong đây mình có thể xem chi tiết được nội dung cái video này. Nó giúp ích cho việc SEO tiêu đề này. Liên kết giữa website và YouTube. Rất là hay. À, vừa rồi thì mình có hướng dẫn cho mọi người thêm cái video trong bài viết trong sản phẩm và cũng có thể đưa ra một cái video riêng biệt trong một menu của web. Mình cũng xin cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người trong một video kế tiếp nha.